Hình như robot này là robot khủng long Gargantzord các bạn. Đây, đây là robot khủng long của các cái nam siêu nhân Power Ranger các bạn. Ui, con quái vật này nó đang cắn vào cái đuôi của robot này, thấy chưa? Đây, một con quái vật rất lớn luôn. Đặc biệt là nó đang gặm vào cái đuôi của robot khủng long các ơi. Đây, thì ra là robot khủng long cậu ấy đang bị một con quái vật cắn vào đuôi nha bạn. Đây, không biết là ai là người đã gửi tín hiệu cho các anh em siêu nhân người nhện bọn tôi nha bạn. Vì vậy thì bọn tôi mới đến được đây và phát hiện ra con quái vật nè. Đây, ui, ui, ở đằng kia có người các bạn ơi. Đây, ở đằng kia kìa, có một người nào đang núp ở trong một cái gốc cây các bạn. Bọn tôi sẽ đi tới đó nha. Đây này, ai đây? Ui, đây là siêu nhân xanh lá cây hay sao các bạn ơi? Đây, đây thì ra là siêu nhân xanh lá cây nha bạn. Siêu nhân xanh này chính là chủ nhân của robot khủng long Gargantzord các bạn. Đây, thì ra là người gửi tín hiệu cầu cứu cho các anh em siêu nhân người nhện bọn tôi là siêu nhân xanh nha bạn. Đây, cậu ấy nè, cậu ấy đã trốn vào một cái gốc cây và núp con quái vào cái đằng đẵng hay sao ấy. Ây cha, cuối cùng thì các siêu nhân người nhện các cậu cũng đã tới rồi. Ây da, siêu nhân xanh lá cây tôi đợi các cậu rất là lâu luôn. Ui cha, thật ra là siêu nhân xanh tôi đã điều khiển robot khủng long đến đây để tiêu diệt một con quái vật, vì đã phát hiện con quái vật này định tấn công thành phố. Nhưng mà không ngờ con quái vật này lại rất là mạnh. Cuối cùng thì nó đã đánh bại được robot khủng long Gargantzord của siêu nhân xanh tôi. Đặc biệt là nó còn đang cắn và đang muốn ăn thịt robot khủng long của tôi luôn. Không còn cách nào khác, tôi đã dùng điện thoại siêu nhân của tôi gửi tín hiệu về căn cứ, về thành phố để nhờ sự trợ giúp của các siêu nhân người nhện các cậu. Hy vọng là các cậu sẽ giúp siêu nhân xanh tôi giải cứu robot khủng long cũng như là tiêu diệt con quái vật này càng nhanh càng tốt. Nếu không thì để nó mà vào bên trong thành phố thì chắc chắn thành phố của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Những người dân sẽ trở thành thức ăn của con quái vật đó mất. Ây cha đấy các bạn. Thì ra là vậy nha. Thì ra là siêu nhân xanh cậu ấy điều khiển robot khủng long đến đây để tiêu diệt con quái vật, nhưng mà cuối cùng thì lại bị con quái vật đó đánh bại rồi. Robot khủng long thì đang gặp nguy hiểm nha bạn. Cậu ấy đang bị con quái vật này nó cắn vào đuôi và hình như là robot khủng long cũng đã bị hư rồi các bạn. Đây, cậu ấy đứng im rồi nè. Đây, con quái vật nó vẫn đang cắn vào cái đuôi của robot khủng long, thấy không? Tiêu rồi. Xem ra là các siêu nhân người nhện bọn tôi phải nhanh chóng tìm cách tiêu diệt con quái vật này cũng như là giải cứu robot khủng long khỏi cái miệng của con quái vật nha bạn. Đây, các bạn thấy chưa? Con quái vật này nó có cái lớp cái lớp da của nó rất là cứng các bạn, cái lớp vảy của nó, cái lớp giáp của nó, ui, giống như là khủng long vậy. Đây, nó còn có một cái vảy ở trên cái lưng của nó các bạn thấy chưa? Đây, ui, cái đuôi của nó các bạn. Con quái vật này chắc là nó sống ở trên cái ngọn núi này các bạn, và nó đi xuống đây để tìm kiếm, nó đi săn, nó đi tìm thức ăn các bạn. Tiêu rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm cách giải cứu robot khủng long cũng như là tiêu diệt con quái vật này ở đây nha bạn. Làm sao bây giờ các bạn ơi? Hiện tại thì con quái vật nó vẫn đang cắn và nó đang phá hủy robot khủng long rồi. Ây cha, mấy con quái vật khổng lồ này thì chỉ có thể gọi các siêu nhân robot đến thôi các bạn ơi. Các siêu nhân người nhện bọn tôi mặc dù là có đem theo súng nhưng mà bắn vào cái lớp da, cái lớp vảy ở trên lưng nó thì cũng không có tác dụng đâu bạn. Ây da, đây, wow các bạn. Một robot từ căn cứ đã được gửi đến rồi các bạn. Đây, một robot người máy Spider-Man người nhện màu đen các bạn, rất là to luôn nè. Đây, hiện tại thì một robot người máy của các anh em siêu nhân người nhện bọn tôi cũng đã đến đây để chi viện và cũng như là chuẩn bị tiêu diệt con quái vật rồi bạn. Nhưng mà nhiệm vụ đầu tiên chúng ta là phải tìm cách để con quái vật này nó nhả robot khủng long ra nha bạn. Đây, robot khủng long của siêu nhân xanh vẫn đang bị con quái vật nó cắn nè các bạn. Tiêu rồi. Để xem là có vũ khí nào có thể làm con quái vật này nó thả robot ra hay không nha. Đây. Đây các bạn, đây là bọn tôi sẽ sử dụng bom đặt ở dưới chân của con quái vật này thử xem sao nha. Không biết là có tác dụng hay không nha. Đây, đây là bom đặc chế của các siêu nhân người nhện bọn tôi nha bạn. Đây, tôi sẽ ném ở dưới chân của con quái vật. Sau đó thì tôi sẽ cho nó phát nổ để con quái vật nó bị thương các bạn, nó sẽ thả robot khủng long ra khỏi miệng của nó nha.
ném rất là nhiều bom luôn. Đấy, rất là nhiều bom được thảy xuống ngay chân của con quái vật đó bạn. Nhất định thì phải tìm cách để con quái vật nó thả robot ra nha. Đấy, phải nhanh lên mới được con ơi. Hiện tại thì robot khủng long cậu ấy sắp bị con quái vật nó cắn đứt cái đuôi luôn rồi. Đấy, nhiều chưa? Rất là nhiều luôn. Đấy các bạn, rất là nhiều bom được đặt ở dưới chân nó rồi nè, thấy chưa? Đấy, đây là bom đặc chế của các siêu nhân người nhện bọn tôi nha. Ok, bây giờ bọn tôi sẽ bắn vào bom để cho nó phát nổ các bạn. Hy vọng là con quái vật nó sẽ bị bom làm cho trúng vào chân của nó bạn. Nó sẽ thả robot ra nha. Đấy các bạn, robot khủng long được thả ra nè. Đây, hiện tại thì robot khủng long cậu ấy đã được giải cứu rồi bạn. Đây, cái đuôi của cậu ấy bị con quái vật nó cắn là thấy các bạn thấy chưa? Đây, robot khủng long đã được nhả ra rồi nha. Đây, robot khủng long cậu ấy bị thương rất là nặng các bạn. Đây, ui ui con quái vật nó nổi điên rồi các bạn. Đây, nó to rồi thấy chưa? Đây, con quái vật nó bị nổi điên rồi các bạn. Nó tấn công cái chỗ này rồi. Tiêu rồi. Hiện tại thì con quái vật nó đang tấn công các bạn. Các robot người máy đang tiêu diệt nó nè. Đây, ui rồi. Con quái vật này rất là lớn các bạn. Căn cứ của các anh em siêu nhân người nhện bọn tôi đã gửi thêm 2 robot đến nha. Hiện tại thì 3 robot người máy spy các bạn đang chiến đấu con quái vật nha. Rồi, bị bắn cái laser nè. Wow. Đúng rồi. Sau một hồi thì con quái vật nó bị các robot tiêu diệt rồi bạn. Đây, đây, con quái vật khổng lồ tấn công cái chỗ này đã bị 3 robot người máy Spider-Man màu đen này tiêu diệt các bạn. Đây, các robot bắn tia laser, bắn tên lửa vào nó khiến con quái vật nó bị cháy đen thui luôn các bạn. Giữ cho. Đây, đây là cái xác của con quái vật các bạn. Đây, cuối cùng thì các siêu nhân người nhện bọn tôi cũng đã thành công tiêu diệt được con quái vật định tấn công thành phố rồi nha. Bây giờ thì sẽ đi tới chỗ của siêu nhân xanh nha bạn. Không biết là robot khủng long cùng với siêu nhân xanh cái cậu ấy có sao hay không nha. Đây đây đây. Đây. Bây giờ thì tôi sẽ đi tới tìm siêu nhân xanh lá cây nha bạn. Đây. Đây các bạn. Đây, siêu nhân xanh cùng với robot khủng long thì robot khủng long của cậu ấy thì bị cái con quái vật hồi nãy các bạn. Nó đã tấn công và làm cho robot khủng long bị hư rồi bạn. Xem ra là siêu nhân xanh thì cậu ấy phải đem về để sửa chữa lại thì robot khủng long mới có thể chiến đấu và trở lại bình thường được nha. Rồi, con quái vật khổng lồ ở đây thì cũng bị tiêu diệt rồi thấy chưa. Rồi, hiện tại thì chỗ này cũng đã trở lại bình thường rồi bạn. Nhiệm vụ của các siêu nhân người nhện bọn tôi cũng đã hoàn thành rồi nha. Con quái vật cũng đã bị tiêu diệt rồi. Siêu nhân xanh cùng với robot khủng long thì cũng đã an toàn rồi bạn. Bây giờ thì cũng nhanh chóng quay trở về thành phố để đi tuần tra thôi con ơi. Đi thôi, đi thôi.